Mời quý thính giả nghe chuyện ngắn Mưa ngang của tác giả Trung Sĩ Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ngắn nhé Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Chán đồng nương kỹ sư ba cọc ba đồng biên chế nhà nước Cùng bầu không khí văn phòng tẻ nhạt tù túng Trương xin nghỉ chế độ Đầu quân cho một công ty xây dựng tư nhân ngoại tỉnh Theo lời giới thiệu của Hòa Thằng bạn thân cùng khóa hỏa bấm tay tính niên cốt nguyệt bì chảo nha xác túc mày móng trâu sang hồ chân rồng đi xa mới nên nghiệp lại nói thêm sừng mèo nữa mèo không có sừng ngồi lòng gái coi chừng nó nhốt chẳng ai nhốt được số sang hồ chân rồng đời trương đây đó đã nhiều là con sói bậm trong nghề thi công trước khi lạc vào cái phòng kỹ thuật nhàm chán kia bởi cuộc tình muộn màn mà vô duyên với thảo gái công trường giường bệnh xá trường cũng chẳng lạ lẫm gì thứ phụ gia vui vẻ đời thường này luôn gắn kết cơ hữu với các công trình trên khắp đất nước trần bê tông xám lạnh tiếng còi hú sầu thảm trên tháp cầu hay mùi son phấn rẻ tiền em gái lạ đêm say sau kỳ lương ứng còn sống động và thực thà gấp trăm lần những mặt nạ phòng ban cứng đờ đang ủ mưu tranh chức nơi chủ sở Trời mưa chó chạy vào nhà, còn thằng kỹ thuật chạy ra ngoài đường. Đời chó đã phân công thế, và ta không phải con chó cảnh. Tình đã cạn, trời đã xanh và mùa thi công đã gọn. Vậy còn chờ gì mà chẳng tống lên khúc quân hành. Theo lời hẹn, Trương bắt xe tuyến lên thị trấn sông ngàn. Tòa nhà công ty nằm rìa thị trấn, ba tầng ốp đá, cửa kính thủy lực. Tầng trên cùng là một kiến trúc mái cong, lập ngói mũi hài, trông giống cách điện thờ. Bút, trương nhấn chuông, đẩy cửa bước vào. Mấy phụ nữ đang ngồi dãi thẻ xòe váy trên sàn đá lát, cặm cụi xếp các tập giấy tuồn ra từ chiếc máy photocopy chạy rù rù. xin phết. Từng chồng hồ sơ cao ngất xếp vòng xung quanh. Con phốc sóc nằm trong đĩa giò trên ban thờ thần tài góc cửa ngách mõm nhìn khách lạ xua ba tiếng chua như giấm lấy lệ anh chưa phải không ạ à? mời anh lên trên tầng nhà em cứ mong anh mãi người đàn bà vẻ sắc rào dáng đầy đạn phong túc mừng rỡ đứng dậy sửa lại nếp váy sắp làm hồ sơ thầu ạ à. may quá anh lãnh luôn dự án này cho chúng em cửa phòng lớn mở xếp ngồi nút giữa ghế xoay mềm trong chiếc áo ti xít hồng chăm chú tỉ mẩn rũa móng tay bàn làm việc phủ kín đặt biển ghi chức danh tổng giám đốc lê thị vân thấy trương xếp hồ hởi ra mặt mở ngăn kéo lấy đĩa cd và tập thiết kế giải cột vào vấn đề ngay hồ sơ mời thầu với giá sàn chủ đầu tư họ phím trước cho mình đây mấy dự án khác tụi kỹ thuật nó đang bận cả anh về nắm luôn công trình này cho tôi hương vani nước hoa cao cấp Kilian, trung tính bay thoang thoảng. Trương lướt xem nhanh, gấp lại bộ tài liệu. Mấy hôm anh xong hồ sơ? Xếp hỏi, tông giọng cao lành lành như con phốc sóc dưới nhà. Trương khẳng định, công trình này cũng đơn giản, lại sẵn đĩa dữ liệu mềm, xin anh năm hôm. Xếp rộng rãi khoát tay, anh có cả một tuần Giao anh luôn con hoài con thư Hành chính kế toán phụ việc Muốn làm gì thì làm Hoa khôi cả đấy Trương bản toàn, Chỉ cách biển chức danh Còn Lê Thị Vân Xét cười khinh khích Là bà xã tôi Là mụ vừa dẫn anh lên đang ngồi kia Nếu cần xin anh cứ huy động tự nhiên Thời buổi cạnh tranh chụp giật Làm ăn lắm rủi ro Tôi đặt mụ vào cái chức ấy chỉ để ký Lỡ đổ bể gì thì đi tù thay Tôi đứng né sau Ở lại quyền biến chiến đấu Vân vắt chéo chân váy Nhìn xếp dài dặm bĩu môi Chiến với trả đấu Uột ẻo như chống đá xe Xếp phất đỉnh Quay sang trương cười nửa miệng Nửa xác nhận, nửa khinh thị Vân đưa trương sang dãy nhà khách công ty Trước vốn là cách nhà nghỉ cho thuê Phục vụ dân buôn Khách du lịch vãng lai hồi xếp chưa khởi nghiệp, phòng ốc sạch sẽ, điện nước wifi cùng nội thất đầy đủ văn minh. Vân đưa chìa khóa, anh sẽ ở đây, thiếu gì cứ gọi em. Trương Bảo cảm ơn chị, căn hộ đầy đủ chu đáo quá. Vân cười xinh xích, đủ là đủ thế nào, còn thiếu em út vui vẻ tâm sự nữa. Ai còn lại các ông mãnh công trường. Trương thán phục, chị tâm lý gì? Thế này xếp với anh em được nhờ Vân im lặng hồi lâu Thốt nhiên chảy nước mắt tủi thân nghẹn giọng Xếp anh mất nhờ từ lâu rồi Lão ấy cứ ăn nói bạc bẽo khốn nạn thế Chứ không có em Lại chẳng đi ăn mày sớm Chăm sự do mấy thằng đồng cô bóng cậu mà xa cả Trương bất ngờ Cảm thấy lúng túng Cùng ở trong một căn nhà vắng Với một người đàn bà thút thít khác Và đó lại là vợ xếp thì thật khó xử rất nhanh vân lấy lại tự chủ khuyên nhủ chân tình anh muốn vui vẻ cứ gọi để em bảo chúng nó kiếm cho an toàn vùng này là vừa cung cấp em út tiếp viên nhà hàng cho thủ đô nhà các anh đấy hết đát dắt được ít vốn các em về quê giấu biệt quá khứ tút lại dung nhan đoan chính để lấy chồng xây tổ mà những thằng chồng ở phố trấn này có ra gì giặt một lũ lèo khỏeo sâu nhẹ cái ngã chỉ cờ bạc nghiện hút ăn bám vợ là tài mấy năm nay dính hiv chết vãn đi rồi vân chào thoăn thoắt bước ra xe dáng đi của người đàn bà tự chủ việc khai triển mông má lại các hồ sơ dự thầu quân đỏ quân xanh với trương dễ như trở bàn tay hai ngày đêm cật lực trương xuất đủ các tập hồ sơ lên máy tính công ty căn chỉnh phong bìa lại lan vào giúp hoài và thư đóng quyển máy in máy photocopy chạy hết công suất nóng rực nóng hơn cả bầu không khí trong phòng khi hoài chẳng biết hớ hênh hay cố tình thả rông bầu ngực trương đành lánh mắt đi mỗi khi hoài cúi xuống vất vả đè cách cần dập ghim dày nặng vân phất phơ váy ngắn chạy ra chạy vào vừa gọt hoa quả vừa ư ư hát như đọc em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm trong màu da anh nắng sạm xếp đi qua phòng thò đầu vào cáu kỉnh gắt hỏi gì ngu bỏ mẹ không ra khơi bám biển lấy cướp ra mà ăn à vân cụt hứng im bặt thư liếc chiếc váy cổ trễ của hoài nhăn mặt chạy ra gian tiền sảnh gọi lái xe Tháng ơi gọi thay mực cho tớ sắp hết rồi Thắng nửa nằm nửa ngồi trên bộ sa lông giả ra, đốt thuốc khói um, thở ơ bảo. Tôi cấp phải tài xế của bà, tự đi mà gọi. Gai go to rồi đây. Trương phỉ cười, mở cửa ra vườn sau khoan khoái vươn vai. Thắng đi theo, cẩn thận bắt tem gói thuốc ba số năm mời. Hai người đàn ông im lặng nhả khói. Nắng xin khoai chiều tháng 9, đầy dài bóng hàng cao vắt đổ qua tường chùm quả xoan vàng lịm treo trên đầu cành lắc lư trên ngươi lũ trào màu ngơ ngẩn mùa thu tịch mịch thở dài trong tán lá nhiều người đi xa với ý chí kiếm sống hay đổi đời để kiếm tìm tự do rồi nhớ nhung về nơi cũ trương đi xa chỉ để quên một cuộc tình để thấy mình được thanh thản an nhiên trong một không gian khác thế thôi chẳng cần gì Biết đâu có những nơi chẳng muốn đi mà số phận ràng buộc phải đến như cách thị trấn sông ngàn này. Nhưng thời gian thì không có số phận. Châu rừng dưng như một kẻ làm chứng vô tình mặc cho người ta sạch vô tội vạ lên đó những vết sẹo kỷ niệm. Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm đã cữ đầu mùa xưa sắp đến Tết cơm mới mà trời sao oi lạ. Mặt trời gai gắt Gió nắng tắt tay cho buổi thu tàn như một con bà khát nước. Mây đỏ tím đằng tây thế kia là có thể sắp có bão muộn. Trường nhớ câu thơ vu vơ của Thảo Ngài còn yêu. Thu bay rất cao, chiều mây rất tím. Anh ở rất sâu, nắng vườn em rất lịm. Thảo là chuyên viên kế toán thống kê, cháu xếp tổng giám đốc. Phòng của nàng bọc kín giữa bốn bè nhôm với kính, làm gì có mây lẫn nắng nào chen nọt vào đấy. Mây thu tím với nắng vườn lịp, chắc hẳn đã ẩn cư sẵn, phiêu bồng ngọ nguậy trong lòng nàng như số kiếp tiền định của các thi nhân. Thắng chen ngang mùa thu suy tưởng, phì phì phun khói, giọng lạnh ngắt giang hồ. Huynh thích đong đứa nào ở đây cho vui cứ đong, còn vân là của đệ, đụng vào là không xong đâu. Trương cười nhạt. Mày đại đảng cỡ mấy mà to gan nhỉ Gái có chồng không phải gu của tao Thắng quăng điếu thuốc cười hô hố Có chồng mà như không Xếp có căn cô chín Mỗi năm hai mùa ôm cách điện thờ Múa may với cung văn trên sân thượng Nên thằng em mới được vân chiếu cố Đoạn lại cảnh báo Anh chưa đong Thì mấy con bụ quá văn phòng ấy sẽ đong anh trước Cao phơi tái Gái đoạn ta. Phố núi này còn bao nhiêu mống đàn ông nữa đâu Không rũ xương vì cờ bạc trong tù Thì cũng đã nguèo sạch vì nghiện ngập Đất âm thịnh dương suy Liệu mềm mà cư xử Không lại bảo thằng em không báo trước Xếp cầm tập hồ sơ quần đỏ công ty kiểm tra lại Hình thức đẹp, ứng vốn ngon Biện pháp chuẩn, tiến độ hợp lý Giá bỏ thầu sát giá sàn Dự toán thiết kế đã biết thậm chí thấp hơn hẳn những 286.000 đồng có lẻ. Xếp hỏi, liệu còn sơ suất không? Trương bảo, giá trị công trình vượt cung. Theo quy định, chủ đầu tư buộc phải công bố mời thầu công khai trên sóng phát thanh. Xếp vỏ đầu bước tai, xích the thé, lại phải làm hầu, tiên sư bố nhà chúng nó, công khai để giết người ta chát. Trương phì cười, đừng lo, tôi sẽ về Hà Nội nạp việc này, hợp đồng bất chừng độ vài triệu thôi và bảo nhà đài phát vào những khung giờ chẳng ai buồn nghe là êm xuôi đúng luật sếp nhíu cặp mày tỉa nghi ngờ tôi tưởng đài phát thanh họ chỉ nói về quốc hội nhất trí chính phủ chỉ đạo với kế hoạch hoàn thành thôi chứ bảo họ nói thế nào được trương cười rũ rượi ôi giời ơi sếp dừng rú mẫu thượng ngàn của tôi ơi có tiền thì thúc lậu giang mai khẩn cấp tránh thai họ nói tất miễn đừng có nói nhảm sếp yên tâm phấn khởi lạch bạch đi vào réo gọi hoài đâu sang tài vụ lĩnh tạm ứng sáng mai lấy xe đưa anh trương đi hà nội anh ấy dẫn lên thanh niên ăn kem cốc thắng tung chùm chìa khóa xe cho hoài khoái trá cười khảnh khạch không cho chúng nó thoát cơ hội tái phạm hoài lườm thắng làm như báu năm đấy đây chẳng thiết. hoài là tay lái lụa đường dài chỉ hơi lúng túng chút khi lạc vào thành phố đông người trương bảo để anh quen lối chạy cho trương đậu xe đầu phố dặn hoài chờ công việc hợp đồng với nhà đài đầu xuôi đuôi nọt xong trong vòng nửa tiếng ăn trưa hải sản cơm phố hoài chẳng kiêng rè uống thun thút hai người cùng ly mừng thắng lợi từng bừng hết cả chai vàng Hai người cùng ly mừng thắng lợi, tưng bừng hết cả chai vang trắng. Trương chạy lòng vòng, đưa người đẹp núi rừng đi thăm thú hồ gươm, lại vòng lên nhà thuyền hồ Tây ăn kem cốc như xếp dặn. Hoài lim dim ngả đầu Chíp nặng vai chưa? Không ăn kem cốc, em muốn vào đâu tắm một cái rồi ngủ, em mệt. Thích thì chiều, Trương buông một tay khỏi vô lăng, ôm nhẹ eo hoài. Em mệt trước, rồi hành khổ anh mệt sau Như nhau cả thôi Hoài rúc rích cấu sườn trương Thoát lại tỉnh như sáo Trương đặt xe vào một nhà nghỉ ngoại ô trên đường về Tưởng rằng thành thục đàn bà Nhưng Hoài lại vụng dại bản năng đến nghi ngờ Buổi chiều nồng nhiệt trôi nhanh trên đỉnh những con sóng trào dâng Lại tan chìm dưới đáy vực sâu bài hoài Hoài dí ngón tay lên chán trương, thở phập phồng tưởng ông mãnh chỉ để cắm mặt cày chuyên môn hóa cày gì cũng giỏi nhỉ trương cười nỉ vuốt ve khoảng lớp đừng soi anh làm gì nàng búp bê xinh đẹp hoài đe nẹt búp bê không kinh nguyệt thì coi chừng hôm nay đúng kỳ chứng dụng như sung đấy trương vùng dậy dục về sớm làm viên khẩn cấp đi em còn gần trăm cây số ở lại cách thành phố này hít bụi làm gì Hoài say trương kéo khóa váy lưng Lại thở than đau khổ Mình đúng là cái loại lưỡi mềm dễ tạc Trương ngẩn người Lúc thế nọ lúc thế kia Đàn bà chẳng biết thế nào mà lần Hồ sơ thầu năm doanh nghiệp hoàn thành trước hạn Chất ngồn ngộn chờ bàn giao quân xanh Xếp mời các đối tác đến nhận hồ sơ thầu của công ty mình về ký đóng dấu Thứ bảy, Công ty tổ chức chiêu đãi chủ đầu tư cùng các bên liên quan bữa nhậu đặc sản ở nhà hàng to nhất thị trấn. Sếp dẫn trương đi cụm ly, giao lưu qua lại đủ mặt anh hào. Hoài tha thướt áo dài theo sau, ép chốt hạ những anh đã cụm với sếp mà không chịu uống đến cả. Giao bôi qua lại vài lần, trương quen biết thêm nhiều giám đốc tư nhân năng động trong vùng. Các sếp vốn trước là chị sản xuất thịt bò khô đóng túi anh chủ xưởng mộc quản trợ hay thầu điện nhưng có quan hệ ruột với các chủ đầu tư mà lập nên doanh nghiệp họ phải thuê hành chính kế toán thuê đội ngũ kỹ sư kỹ thuật chuyên môn để chỉ huy thi công ký các hồ sơ theo luật định chính vì thế nên trương có mặt ở đây trong chức danh chủ nhiệm công trình rượu bia tưng bừng tới bến cuộc nhậu gần tàn nữ trưởng ngành chủ đầu tư dự án công ty trương sắp làm gọi chủ nhà hàng rõ ràng. Thu xếp cho chị chỗ họp tứ trụ trên tầng. Chủ nhà xoa tay nịnh bợ, đã sẵn sàng như mọi khi, chị ơi. Nữ quan trưởng phúc hậu trong bộ đầm đen, rung rinh lên gác. Lần lượt theo sau là hội cán bộ ban ngành. Các tinh hoa phố núi vừa leo lên bậc vừa xỉa sang tanh tách. Họp tứ trụ là tiếng nóng, dân ở đây rủ nhau gây hội tán lạc. Chưa ngạc nhiên thấy trên vùng thượng du này, cán bộ thường là xếp nữ như truyền thống mẫu hệ đất cổ. Họ đều có tử lượng khá và là những tay bài đẳng cấp. Xếp vừa cầm bài vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy, tay bắn súng lục, tay bơi thuyền rồng, dẻo quẹo thế kia, làm gì cô chẳng thương. Vốn đệ tử chịu chơi của môn tán là cũng là con nhang thành tâm hầu cô chín, nên thánh cô phù hộ xếp thắng thầu liên tục. Quy tắc bình thông nhau của tôi là thua bài để thắng thầu. Sếp từng tuyên bố cuối chương như thế. Mấy hôm trước sụt sùi mưa gió, nghe các sếp sở ngành triệu tập vì khuyết chân tứ chủ hội bài nào đó. Sếp gọi thắng, găm vài quyển polymer cun cút lên đường. Ngã ba núi vạn, thị trấn sông ngàn, ngay cả tên đất tên sông ở đây cũng đầy tính đổ bác. Mới nghe danh, Tưởng như các con bạc đã muốn bắt cái chia bài. Hoài thanh toán cho nhà hàng xong, gọi Trương xuống gắt khẽ. Về ngay, anh không đủ tiền ngồi với họ đâu. Trương dắt xe máy ra, Hoài bảo. Ngồi sau em trở về, say bứ ra rồi kìa. Mình đã say đâu, nhưng giờ cũng bị đàn bà giản lệnh. Trương lầm bầm khó chịu, không lẽ thằng Thắng lái xe nó nói đúng. Đất âm thịnh dương suy Nhẹ đâu có thật Thì thôi kệ đời Về đến phòng trương Hoài mở bịch to bịch nhỏ sắp mồi ra đĩa Lại mắc trong cốp xe ra Một chai bẩn nách khói Đồ mới bảo nó làm đấy Không phải đồ nhậu thừa mang về đâu Ông mãnh kỹ tính Giờ uống hết cỡ với em xem nào Vắt tà áo dài nền nã Hoài ngồi xuống ghế sofa cạnh trương rót rượu ra đôi đi Thế đấy, lúc nãy thì bảo mình say, giờ này bắt mình uống nữa. Chẳng biết đằng nào màn lần. Uống thì uống, chai rượu vơi nhanh như buổi chiều tháng 10. Mưa rơi rì rào cành xoan, dạng cây xa ngoài cửa sổ khuất vào bóng tối. Trường với công tác bật đèn, ngắm hoài mơ màng. Trong hơi men và dưới ánh đèn vàng, tả áo dài như lộng lẫy khiêu gợi hơn. Hoài rót tiếp rượu, Động tác xoay láng cổ chai, non thật là xinh và sành sỏi. Quy tắc xoay bàn tay phải đây mà. Khi nàng xoay cổ chai rượu, chiều của dòng điện nát nữa sẽ chỉ lên giường. Chai vang trắng hôm nào ở quán cơm phố cũng vậy. Hết quy tắc bình thông nhau của sếp, lại đến quy tắc bàn tay phải. Trương bật cười. Những bài học cuộc đời trên phố núi, quả thật thực tế sinh động hơn lý thuyết môn vật lý hoài quở tay trường xa. Anh cười cái gì? Ai cho cười? Ánh điện tắt phụt giữa cặp môi nóng bỏng. Ngày mở bán thầu, các doanh nghiệp quân xanh đến sớm, xe đỗ rằng rạng bao kín cổng cơ quan chủ đầu tư, không xe ngoại tỉnh nào lọt vào được. Các xếp trong hội bài hôm trước, nhìn nhau khách quan duy vật, lạnh tanh như kẻ thù giai cấp. Đôi ba chiếc xe công ty lạ đến muộn, nò giò đậu tít vào ngoài. Mấy anh huy hiệu thương binh lập tức bành bành, phi xe ba bánh ra đỗ cạnh, phun khói mịt mù. Một đám kính đen xăm trổ đầy mình, mồm ngậm tăm, cầm như cá cũng sọc đến. Trương hít thắng hỏi, thương binh từ đâu ra đấy? Thắng cười hô hố, thúc bá nhà em hoài đấy. Lọc cọc chân giả, đến mấy chiếc xe vừa đỗ anh thương binh nhẹ nhàng gõ cung cốp vào đèn pha chỗ này của người nhà em xin các quan bác chiếu cố xếp em trân trọng gửi các quan bác phong bì ăn trưa đây mọi việc diễn ra êm đẹp không có sự cố hết thời gian vẫn chỉ vỏn vẹn năm doanh nghiệp quân nhà mua hồ sơ trương lên phòng trị trưởng xin phép vơ lốt mấy bộ thư giảm giá thẳng còn lại chắc thắng trăm phần trăm Vân ngoài xe mở túi ra lấy tập phong bì dày gọi Hoài dặn dò, đưa nhầm suất đặc biệt của các xếp trưởng với suất đại trà thì về chết với chị. Hoài nói em đánh dấu kỹ rồi chị yên tâm. Vân sập cửa xe quay sang thắng bảo, đi thôi mình, các lão kia chị trưởng bắt hầu bài chờ ù đến ngày mai chưa chắc đã về. Chủ nhật Hoài rủ trương cùng đội văn phòng về nhà chơi nhà hoài ven sông ngàn, cách thị trấn hơn chục cây số. Ngôi nhà đúc bê tông hai tầng rộng rãi, kiến trúc kiểu nhà sàn khá đẹp. Dưới chân, một đám tay giao tay thớt, hò hét quanh con dê thui để đãi khách quý. Mâm cao cỗ đầy bưng lên, xếp chắc tay thưa chủ nhà. Ngon quá bố ơi, nhưng cơm no rượu say xong, bố không cho anh em chúng con họp vài hội thì con chẳng dám ăn. Bố Hoài cười hào sảng. Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, các anh các chị cứ tự nhiên cho. Bữa cơm người nhà đầm ấm, tiếng cụm ly, tiếng chúc tụng chen nhau. Rượu êm bồi bén, chẳng mấy chốc mọi người tranh nhau nói ầm ầm. Hoài mềm mại lạ lùng trong trang phục áo cóm phái thái, ghé tay trường nói nhỏ. Uống vừa thôi, tí em dẫn đi chơi ngồi cạnh trương là chú của hoài người hôm trước xuất hiện ở cuộc bỏ thầu uống chừng tới độ ông chú vén quần tháo đai nhấc cái chân giả ném đùng lên chiếc giường phía sau lưng các anh các chị thông cảm nó vướng víu lắm Xếp quát the thé con hoài đâu lấy lồng bàn đậy chân cho chú tao không muội đốt chết ông chú khoác tay kệ mẹ cho bụi đốt inox mọi người cười rộ quay sang nâng ly chúc sức khỏe ông chú. Chú Hoài xoa mỏm chân cụt, đỏ đẫn. Mìn 652A đấy các bạn trẻ. Thằng bôn bốt, nó gọi là mìn những người lính không bao giờ ngủ. Nó biết im lặng chờ đợi với sự kiên nhẫn vô hạn. Hoài dẫn chương ra sông ngàn khi hội nhậu vẫn đang tưng bừng. Bờ sông vắng tanh, cát dài trắng xóa, bãi ngô hiu hắt chợt dùng mình trong cơn bắc lạnh đầu mùa trên thinh không sáng đục dường như có tiếng vọng thật trầm từ phía chân mây xa xăm tiếng vọng vô hình cộng hưởng đồng tần với những trái tim mẫn cảm khiến nó đôi khi lạc nhịp chưa biết đó là sóng hạ âm cây đàn côn cha bát vĩ đại của thiên nhiên với các dây trầm thường rung lên mỗi khi trời chuyển mùa trở gió hai người đi song song im lặng dặn dữ dại phất phơ sát lột con rắn giáo con rắn lột ra thành trẻ lại mình trải hồn ra vẫn già nẫu tình đời hoài mới quá một bận mình đã quá mấy lần trương ngắm mãi bởi yên tĩnh bỗng thấy trông chênh hụt hơi muốn tìm nắm một bàn tay khác tay hoài thoát đã ở trong tay trương rất mềm và rất ấm hoài thút thít ở mãi với người ta mà chẳng nói gì trương hít một hơi sâu nói rành rọt mình về đi em rồi lúc nào đó anh sẽ nói hoài dừng lại thăm thầm nhìn hút đáy mắt trương ra lệnh nói đi nói ngay bây giờ trương ngập ngừng thấy sao thật khó bắt nói ra một sự hiển nhiên thật giáo rỗng và hình thức lời thoại anh yêu em như kịch bản các phim xà phòng hay tiểu thuyết xến xúa là xa xỉ với một thằng đàn ông dài dạng giả. trời mây sâu núi bãi bờ thiên nhiên trải dài tít tắp chân thành nhường kia có lời yêu nào nói sao cho đủ ôi cái miền đất âm thịnh dương suy này Trương xót xa nhẹ nhàng ôm hoài trong vòng tay rất chặt nụ hôn mặn nước mắt trong bãi ngô già trời bắt đầu đổ cơn mưa bụi. Những giọt mưa bay ngang gió, long lanh như những hạt châu, chúc phúc cho cuộc tình hai kẻ muộn màng. Chào mừng quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay. Trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả truyện ngắn Ba phố phèn làng của nhà văn Vũ Minh Thúy. Bây giờ Mời quý thính giả cùng nghe Trái mùa Loa kèn dưng dưng nở Khiến cái bình màu bạch xem trở nên chặt trội Từng nụ trắng ngà khe khẽ bung mình Những trong ngần ấy ấp lấy nhị hoa Cong mảnh tựa đôi ngài của một con bướm có hai cánh sạc sỡ Đôi ngài bướm giống những sợi tơ nõn rung rinh trắng Nâng lấy hai bọng phấn bé xíu màu vàng ấm như những giọt nắng ban mai màu men sứ Trận tiếng chuông ré lên xoan nhào vào buồng vơ lấy điện thoại hu hu cô ơi bố con mất rồi con trầm nức nở xoan gào lên sao lại thế hôm cưới cách hường ở nhà bác huệ bố con còn khỏe thế cơ mà hức hức bố con đột tử cô ạ à. bình tĩnh con nhé để cô điện báo các nơi xoan quệt nước mắt nhào quanh phố tay bấm máy liên tục cậu bá trường chi ba trấn an chị cứ yên trí lo trên ấy đầu dưới này đã có chúng em bắt dạp tiếp khách đào huyệt đón cữu cơm cúng cơm đám kể cả rửa bát sẽ tươm tất đâu vào đấy bây giờ em đưa chị ra xe vâng chăm sự trông cả các cậu các mợ các gì xoan nghẹn ngào Trời tăng tảng sáng, hoa cúc quỳ vàng rực ánh xuống đường làng lấp loá. Hai cái ao hợp tác với đường cụ non, đường cụ già đã san lơ san lát. Hai cái ao ấy, cô Hương bảo là đôi mắt rồng, mọc trên đất làng hình con rồng. Mình rồng duỗi dài về phía mặt trời mọc, ôm trọn khúc diễm lệ trù mật chảy qua làng diễm. Diễm vốn nhất xã nhất làng chia ba gọi diễm thượng, diễm trung, diễm hạ. Người ta chiếm dụng ao làm của riêng, chở đất từ tận rừng sồi, rừng kê về lấp ao xây biệt thự. Hai cái cổng sáng lộng hai góc làng có những đôi tỳ hưu bằng đá muốt trắng. Mấy năm nay tư sinh, đình chùa, thậm chí cả một số cơ quan công quyền thi nhau trưng những con giống lạ. Mốt mới đấy, to bé đủ cỡ, tràn ngập từ Bắc Chí Nam Tựa đèn lồng tàu dập phố Những ngày lễ Tết Đi giữa quê hương mà như tha hương Có nơi trưởng khu vận động Các gia đình nộp tiền Mua đèn lồng Trung Hoa Treo nhất loạt cho đẹp Đến khi giới văn hóa gióng lên hồi chuông cảnh báo Mọi người mới giật mình tỉnh giấc Trên đổ cho dưới Chính quyền đổ cho sở ngành Buông lòng quản lý để di tích danh thắng lồn nhồn linh vật ngoại lai tám giờ sáng xoan có mặt ở hà nội anh trai nằm trên giường bình thản như người đang ngủ chị dâu sướt mướt cô ơi nhà tôi răng rối lại rằng phải địa táng chứ không được hỏa táng thiêu nóng lắm ông ấy không chịu được chị nghe em nín đi còn giữ sức ở nhà đã chuẩn bị chu đáo đợi anh về Đến giờ tốt, chiếc quan tài chật vật luồn qua ngõ ngách. Khiên cữu là bốn thanh niên nực lưỡng thuê ở chợ rời. Đường hẹp tem hem, chốc chốc lại có người ngược chiều. Đến chỗ thắt cổ chai thì chậm lại, không nhích được nữa. Tám bàn tay khiên cữu mỏi nhừ, tấy phủ lên. Quay lại thôi, ùn tắc cả đống kia. Quay là quay thế nào? Là quay về nhà chứ còn sao nữa? đợi đêm hạng tín. Sao phải thế? Ông không thấy ở đây người ta xây nhà phải chuyển vật liệu bằng cách xe cải tiến tin hin luồn lách suốt đêm vắng. Khiên cữu còn khó hơn, phải đợi đêm thôi. Ơi anh ơi là anh ơi, sao anh khổ thế, anh ơi là anh ơi. Chị dâu ngã quèo ra đất, tay quải về chồng, ngoà ngoào như mèo hoang. Xoan nuốt nước mát sốc chị lên Chiếc quan tài trôi ngược trở lại Xoan trực cữ với chị dâu ở bên trái Ba đứa cháu ở bên phải Người chị dâu cứ nhụt ra Rụn xuống Như đã gãy mọi đốt xương Ba đứa con gái chỉ biết khóc Khách viếng lót đót Gồm hàng phố thân cận Với mấy người họ hàng trong thành Chị dâu tựa vào xoan thở khò khè 12 giờ đêm, Linh cữu lừ đừ trôi trong con phố ngoắt ngoéo như đường hầm. Đây là ngõ phố sâu và hẹp nhất làng Thượng Tổ, cổ xưa, với vòm cổng rêu phong, bất khoát trước thời gian. Từ đường nghi đình đi vào, rất nhiều cái nút cổ chai. Lắm lúc tưởng ngõ cụt, ngoắt một cái lại mở ra sâu hút. Xoan đến nhà anh vài ba bận rồi mà vẫn lạc sang ngách khác. Có lần loanh quanh mất cả buổi, phải trở lại đường chính rồi điện cho con châm ra đón. Chị dâu vịn quan tài khóc lại, thỉnh thoảng đổ sụp xuống, lăn quèo ra con ngõ tối tăm. Cây đó rồng rắn hàng một, đám gà cả cảnh từ mấy nhà cao tầng nương ánh điện gáy eo áp. Đi được một chốc, cánh phu mỏi tay đặt cữ xuống, dễ đến chục lần mới thoát khỏi ngõ để được ra đường to ô tô của công ty tang lễ Nam Sang đã đợi sẵn. 3 giờ sáng xe thẳng hướng quê lăn bánh. Bảy người với linh cữu lọt thỏm trong cái xe rộng thênh, hai bên hông xe là dòng chữ màu nghệ. Tiễn người về nơi cực lạc, ngàn năm yên giấc suối vàng. Xoát luôn tay sắc vàng thoi lẫn tiền nẻ dọc hai bên đường, dày thêm chỗ cầu cống bờ bụi. Qua dạng cây um tùm, đom đóm cuốn quýt dày đặc như cả dài ngân hà xa xuống gió lồng lộn tạt mưa vào trong xe choàng lên đinh cữu màn xô nhờ nhờ xe chạy băng băng lẫn vào tiếng động cơ là tiếng ếch nhái tiếng côn trùng tiếng cười khảnh khạch của ma đói hớn hở chia nhau lộ phí không giải tiền ư có mà đàn bà lũ lũ bâu bám nặng như trì chạy suốt đêm cũng chẳng đến đâu Đến cầu Yên Thủy thì tạnh mưa Trời nước mênh mang bút lạnh Chắc hạ tuần mỏng mảnh như một con thuyền cổ vừa hạ thủy Chắc chới trôi về Tây Xoan vãi vàng thoi như chấu Cảm giác xe bay trên cầu Hết cầu là những đầm sen tàn mệt mỏi Rũ lá đen mặt nước Trải dài không dứt Không gì buồn hơn cảnh sen tàn Sen cũng như kiếp người gom nhặt đẹp thơm, dâng khiến kiệt cùng thân xác. Giờ hồn sen phiêu giạt nơi đâu trong trùng phùng mưa gió, trong điên đảo âm dương, trong ảo diệu vô thường. Khoảng 5 giờ sáng thì về đến đền không, gọi đền không vì toàn bộ trước mặt của tòa điền đường không có cửa, nhìn ra bãi tha ma bên dòng diễm lệ. Theo sử làng, ngày xưa đền không nằm trên bờ sông, thờ đại càn thánh mẫu Năm tháng miệt mài bồi lên trước cửa đền không Cả cánh phù sa màu mỡ biết ngô vàng lúa Gọi cánh diễm Khi xoan lớn lên Đã thấy cánh diễm bạt ngàn mía đường với rau xanh Chăm nuôi các công trường xí nghiệp đá vôi cả ngàn công nhân Hoa chua me viền tím cánh diễm Bọn xoan rủ nhau vặt hoa về nấu canh hến Thứ hến béo múp được nuôi bằng phù sa diễm lệ Lấy dao đào tận gốc chua me già được các củ dài dài tròn tròn cỡ ngón tay, trắng ngà như củ cải. Lấy vạt áo lau kỹ rồi cho vào mồm, ngọt và mát không thể tả. Thằng Tũn háu ăn chùi qua loa, nhai cả vụn đất sàn sạt. Chả sao, cát non của sông đấy, béo bùi màu mỡ nơi đáy nước leo nẻo trong. Các cụ bảo, cánh diễm ban đầu là của hợp tác xã, hợp tác giải thể, chia cho mỗi nhà vài sao. Cuộc sống sôi sụp ngoài kia tác vào làng diễm yên bình. Giá nông sản bèo bọt không đủ chi tiêu. Lưng người già còng xuống mặt đất, loanh quanh từ nhà xuống bếp. Thanh niên bỏ làng ra phố kiếm việc, khách đến chỉ gặp giặt người già và trẻ con. Cánh diễm sôi mật lâu thành hoa hủy. Không ai biết từ khi nào trên cánh diễm mọc ra vài mươi ngôi mộ những cây thập ác bằng xi măng xạ màu mưa nắng cao vói lên đổ bóng vào những nấm mộ vuông vức làng diễm sôi đỗ lương giáo thuận hòa diễm lệ tha thước chảy vào thời gian mồ mà cứ thế loang ra chả thấy chính quyền ý kiến gì nguyên thủy bãi tha ma của làng diễm nằm vét núi mã sơn cách xa dòng diễm lệ chỗ ấy đồng đất vừa bạc vừa chua hợp với người âm có nhẽ từ khai thiên lập địa, tổ tiên đã nhường cánh diễm màu mỡ cho đời sau, lui về trốn cằn cỗi hoang vu, nơi chỉ có sỏi và bụi, chờ ngày hòa vào vĩnh cửu. Nhưng hậu thế lắm khi kỳ quặc chối bỏ cả ân huệ của tiền nhân. Từ phía trước, họ nhà xoan ảo đến, chiếc xe tang chậm chậm lượn qua khúc quanh. Đột nhiên, một thanh niên mặc áo thun thẫm màu, hớt hải chạy ngang bác tài rối xít xua tay dừng lại dừng lại nhà mình thông cảm chờ thêm một chốc sao vậy đồng chí trưởng ban văn hóa dạ chuẩn bị làm lễ an táng cho cụ huỳnh nhà mình đợi khoảng nửa tiếng nữa cụ huỳnh thác ở tận hải phòng con cháu đăng ký từ mấy hôm nay rồi thì gia đình chúng tôi cũng đã đăng ký chuẩn bị cả ngày giờ anh thanh niên giang tay nắc đầu chạy vụt đi, bỏ lại họ nhà xoan ngơ ngác. Xoan ôm ngực, lách ra cửa xe bước xuống vẻ đường, oằn mình nôn thốc nôn tháo. Dựa vào một thân cây, đám gai chích vào lưng buốt nhói. Xoan nhòi tay ra sau gỡ gỡ tháo tháo, mãi mới rứt được lưng áo ra. Vịn hông xe ngửa cổ non lên, tít trên cao vòm hoa gạo cháy bập bùng. Nhẹ nhẹ xoay, nhẹ nhẹ xoay Xoay đều, xoay tít, xoay tít Nở phình ra, phình ra bất tận Những lưỡi lửa màu cam sáng rực tưng bừng nhảy múa Chùm lên không gian bao la Nhàn khói nghi ngút bộn bề Quánh lại tựa những vầng mây màu xám vần vũ tung hoành trên bầu trời Mình xoát nhẹ lưng, nhẹ như một ngọn bấc Chấp chới bay về phía trước Phía ba chiếc ô tô đang trôi vào cái sạp lụa màu vàng, dựng trên bãi đất đối diện với đền không. Gió ào ào, những diềm lụa cồn lên như sóng, cái sạp phòng căng rút lát. Trong sạp, điện Phật lung linh sáng rực, những bình hoa lan, hoa hồng long lanh sáng, quyện với mùi hương quả chín. Tất cả được bài trí, sắp xếp rất tinh tế, không gian ngào ngạt thơm lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào hòa âm réo rát kéo xoan về thực tại ô người nằm kia là cụ ông cơ mà nhẽ ra phải là tình cha chứ hòa âm thê thiết quyện tiếng khóc thương kể lể chốc chốc lại à lên ban tổ chức đề nghị con cháu đến khóc để tiến hành nghi lễ cậu trưởng thôn che trẻ giọng nam trầm âm u uất rất hợp với ai điếu như cậu sinh ra để cho điếu văn có đôi tang lễ kéo dài gần một giờ long trọng và diễm lệ xứng cương vị trường tộc một dòng họ lớn luôn hướng về quê diễm giờ thì cụ huỳnh đã về đến suối vàng gặp cụ bà trời lác đác mưa từng giọt tê tê thốc vào mặt làm xoan bừng tỉnh dần dần nhớ ra các việc giời ạ à, quỷ dẫn lối thế nào mà son lại bỏ anh mình sấn vào tận mộ cụ huỳnh như thế này thật mình già rồi lẫn cẫn rồi từ vỡ lòng cho đến 18 đôi mươi đám tang nào xoan cũng sán vào tận trong để xem khâm liệm khi cái bọc vải giải thưởng đã yên vị trong quan tài xoan mới hổn hển vùng chạy về nhà leo lên cái chõng tre chùm chăn kín đầu Thấy mình nằm trong linh cữu tối bưng Hé mắt trông ma ác tra tấn Người mới thác xuống địa phủ Thấy khói bom bù mịt đến chân trời Những bác thợ cày nằm còng queo trên võng Tay ỉ ạch hai người khiêng Mảnh bom cứ vào cần cổ tái xám Thể lễ thịt tươi với máu đỏ Giỏ suốt đường làng về nghĩa địa Nước mắt làng diễm đỏ như máu xối xuống lụt bãi Hòa vào dòng diễm lệ Thấy thằng thiện vỡ toát đầu vì leo núi mã mây, móc chim sáo. Chú Thanh lấy cái muôi, múc đám óc lời nhầy nhét vào chỗ đầu vỡ. Mùa hè cũng thế, không có chăn thì xoan trùng chiếu, mồ hôi ướt sũng. Sau đó là những cơn nóng rét gối nhau. Có đám tang đẹp đến mê ly, ám ảnh truyền đời như đám ông bình chuẩn. Phòng tang lộng lẫy như một sân khấu tuồng, dưới ánh đèn mang sông sáng rực cụ trương ảnh trong vai thầy cả, dâu tóc như bông mây, mặc áo thái thượng lãng quân, màu vàng in hình bát quái. Thắt lưng đỏ, vai vắt khăn ấn đỏ, chân đi hia, đầu đội mũ tỳ lư, tay cầm cái vãng cắm hương, tay bắt quyết. Phất cánh áo vàng, cụ trương đi như đường múa uyển chuyển và mạnh mẽ, rộn ràng mà lẫm liệt uy nghi. Cụ bắt quyết, đọc những bài kinh chú đầy bí ẩn và dàn nhạc dân tộc đồng tấu hòa theo. Mầm rằng đám cụ Huỳnh đã xong, giờ đến lượt anh mình. Soan quay người chạy lại xe nhà. Cái xe từ từ lăn bánh về trước. Dừng dừng, phiền các bác chờ cho tí nữa. Vẫn cái cậu thanh niên mặc áo thun màu thẫm, từng bừng ra hai tay kêu to. Họ nhà Soan quyết không nhân nhượng, lời qua tiếng lại om lên nãy bảo chờ nửa tiếng giờ đám cụ huỳnh xong rồi tại sao anh tôi còn phải đợi người thanh niên áo thun thẫm màu ngửa mặt giơ hai tay lên rời hôm nay tốt ngày hay sao ấy các bác nhìn kia xe chở cụ chùm ấm đã sạp vào sạp. họ đi đường dưới tắt lên ơ ờ, cụ chùm ấm ở với con cháu bên mỹ cơ mà thì cụ chùm nhớ quê đòi về thăm đồ tử trên máy bay đại gia phần cháu ngoại cụ ấy điện cho xã bảo phải an táng ngay tránh giờ xấu kẻo âm binh kéo theo cụ nhiễu con cháu nói xong người thanh niên vút mồ hôi trên mặt quay ngoắt đi chạy như biến về phía giặc ta sau những bực bó ồn ào họ nhà xoan hập hợp tản ra chung quanh xoan đến bên chị dâu móc trong túi sách lát sâm bắt chị nhai từ tối qua đến giờ Chị không ăn được gì Thỉnh thoảng chị mút tí sữa dớn môi Chị dâu khóc cạn hơi Như cái lá sen tàn rũ xuống đầu quan tài Từ trên xe ngó sang Thân quyến cụ trùm đùn đùn đổ ra từ mấy ô tô Trang phục họ đẹp và lạ Một màu đen tuyền Đàn ông con lê Phụ nữ áo dài nhung Tất cả ánh lên sự tươi mới Đoàn nhạc hiếu đi xuống từ chiếc xe to nhất, gồm đội kèn Tây chống đồng và mấy chục thanh nữ thuộc ca đoàn nhà thờ lớn xứ Hòa Vang. Trong số các thanh nữ rõ mặt, một cô tình cờ xoan đã từng gặp ở một đám tang công giáo. ngỡ cô ấy đi ra từ tranh phục hưng, đẹp ám ảnh. Điện thờ Phật trong giạc lập tức được chuyển ra ngoài, thay vào đó là bàn thờ chúa, lễ dân của tập đoàn Mỹ nghệ hoàng đức tượng chúa giê xu đức mẹ maria và thánh du xê tạc bằng gỗ chai tự nhiên dưới chân đức chúa là một đóa hoa tươi tốt ngự trên gốc cây quế có bầu rễ sum suê áo vàng hôm nay chúa gọi con về trình diện thiên chúa hồn con luôn vững bền tin cậy tình yêu nơi chúa tình ngài cao hơn dãy thiên sơn dịu ngọt hơn lúa đồng thơm hiền hòa như hàng cây dâm mát che phủ đời con. Thánh ca giặt dìu bay lượn ngân nga trên cánh diễm. Tàng lệ cụ trùm ấm dài ngót hai tiếng. Đến lượt anh xoan, hạ huyệt xong thì dáng chiều đổ vàng diễm lệ ra. Người diễm thượng, diễm trung, diễm hạ đổ về như trải hội. Với cánh diễm hôm nay thật là đại cát. Từ thượng cổ đến giờ, chưa khi nào cánh diễm lại trói loài như thế trang nghiêm mà rộn ràng, bi ai mà tưng bừng. Sự trùng phùng tráng lệ làm ảo mờ, khuất lấp nỗi đau cắt chia. Bây giờ thì mọi việc đều đã xong, người người lũ lượt kéo nhau về, trả lại cái ánh vắng tanh cho chốn ma. Xoan tụt xuống dưới cùng dòng người, tha thần chỗ cọc đền không. Hôm nay 14 ta, khách đến đền thắp nhang lát đát. Tránh chào hỏi dườm già, Xoan đứng nép vào gốc cây bồ đề, trông sang cánh diễm. Một tập hợp rất nhiều khuôn viên đủ loại kích cỡ, được quây bằng gạch xỉ, vôi ve hay đá hoa. Cái vuông vuông, cái tròn tròn, cái bao la, cái tin hin méo sạch méo sạc. Cùng những cây hương vắn dài đua nhau vươn mình tạc vào hoàng hôn. Có khuôn viên rộng thênh, sức chứa tới vài trăm ngôi mộ. Hiện mới có giam ba cái ốc gạch men màu sắc tím hồng theo từng thân mệnh. Chính giữa cánh diễm là một nghĩa trang, trong đó răng hàng thứ vị, ngót trăm ngôi bàn đá hoa cương, há miệng toang hoác. Hóng từng người trong gia tộc thác đi, chỉ việc đặt ốp, ốp chút đá lại là xong. Cái ấy của dòng họ bùi, trường họ là đại gia, thiết kế xong thì ngài đột tử. Từ bấy đến nay, năm nào họ bùi cũng có một hai người thác về quê. Soan về đến lối rẽ vào nhà thờ tổ thì sầm sầm tối. Con lụa hớt hải chạy ra, nắm tay Soan. Vào đi cô, mọi người đang đợi cơm đấy. Cơm nhà đám, ồn ào trộn rộn. Cụ ấm dì tai xoan khi còn sống, anh trai xoan cưng nhất út hiền. Hiền quay được 200 mét đất, nộp cho xã ăn chẵn hai tháng lương của nó 15 triệu. Bây giờ bao nhiêu tỷ cũng chả có mà mua, các con làm ăn xa quê, hiện làm cán bộ văn hóa xã, tính tình hiếu thuận, ấm tay nhang khói sau này. Năm ngoái ông Trần Văn Đồi, nhà ở Hà Nội, thấy nghĩa trang họ Trần trật kín chỗ, liền tính xa. Ông ngỏ nhời với anh trai Xoan, xin được mua lại ít mét làm chỗ nằm khi vợ chồng ông trăm tuổi. Nhưng Xoan lắc đầu, bán cho người sống thì được, chứ bán cho người chết mang tiếng lắm cạnh cục mãi ông đồi cũng mua được vài vuông của lão binh son không vợ con chả là lão binh son thấy người ta đua nhau vơ đất lão cũng khuân đá vây được mấy chục mét người ta cứ bảo lão lẩn thẩn chứ xoan thấy lão nói những câu chí lý phết chị xoan à đời tôi mục sở thị những khi quê hương đói khổ người ta tìm đường đi xa tránh những lũ lụt cơ hàn đến khi đề huề phúc lộc họ cho con cháu về quê tranh đấu nghe đâu ở thành phố giá mỗi chỗ để mộ đến cả trăm triệu mà tít tận rìa xa về quê đắt mấy so cũng rẻ bèo rồi thì người quê chẳng còn chỗ mà chôn đâu biết lão mát mẻ xoan điếng người lính lặng nhìn mặt xoan tái đi não biết mình nhỡ nhời bèn nhẹ giọng cô xoan à Ngày tôi bệnh nặng không tìm mua thuốc nên đành bán ít mét tha ma cho ông đồi. Nghĩ lại tôi thấy mình tệ quá. Con người ta ai mà chẳng phải chết. Thà tôi chết ngay lần ấy cho xong. Nói rồi, lão binh bong quay đầu lùi lũi đi ra bến bàng, nơi vợ con lão chết đuối chuyến đò năm xưa. Sau lễ cầu siêu 49 ngày cho anh, xoan trở về thành phố Thủy Tiên. Con cái nằm ăn sinh sống dưới Hà Nội với Hải Phòng, đứa nào cũng muốn rước mẹ đi. Soan không chịu, bảo phải ở đây hương khói cho bố chúc mày. Nhưng trong thẳm sâu còn một nhẽ, Soan không ra được lối sống thanh tân trong trèo nơi này. Rồi cùng bạn bè xóm phố, những người đã cùng vợ chồng con cái Xoan dìu đỡ nhau qua khốn khó. Chiều 14, tháp hương miếu bà xong, xoan lang thang ra cầu thanh niên bờ sông triền lau gió giạt ngàn vạn bông lau bắt sáng ánh hồng trên mặt nước mai biết trôi về xuôi một cây gạo qua mùa hoa đã lâu lại buồn thả những bông tơ vào gió một cánh chim cô đơn bay về phía trời xa cảm như là mẹ mẹ đang tìm cha lòng xoan quặn lên nỗi nhớ quê khăn gói lên xe vào chập tối tám giờ sáng xoan đã về đến công viên hoa hồng cánh xe ôm ảo đến co kéo xoan lắc đầu thả bộ qua cầu son cây cầu láng nhựa mát rượi gió sông rộng năm làn xe xoan bồi hồi tưởng lại cách cầu son gỗ khi xưa đậu rùng rùng trên những cái phao mỗi khi ô tô chạy qua nhịp cầu dâng lên dằn xuống trước mặt mùa ngâu ngập lút hai đầu chen chúc gánh gồng cũ kịt về chợ bầu phải hôm lũ to nước cao đến thắt lưng khách qua cầu son ướt sũng hết cầu son làn đến diễm đường làng trải bê tông nương theo dòng diễm lệ hiền hòa xanh trôi mái bằng cao tầng đua nhau ngạo nghễ vươn mình trong nắng đường diễm quanh co quanh co như những khúc ruột làng biết cây non và tràn ngập sắc màu tím dịm của hoa chiều tím. Bắt vào đường chính là những con ngõ hoa sam, hoa mười giờ, hoa dừa cạn nở rộn ràng. Trên những dải hoa, cắm tấm biển sơn màu xanh ra trời, có dòng chữ trắng xin đừng bước lên cỏ hoa. Những ngõ con phơi vàng ngô hạt, từng hạt ngô mẩy mang phù sa với nắng tươi. Con ngõ lớn nhất chạy đến khu công nghiệp Liên Hoa rộng bát ngát trên vùng đất khô cằn khi xưa mọc độc loài hoa cỏ may tím ngát xoan cứ miên man như thế tận đến cây đa quán mõ dưới mái đỉnh cam vút mới nhận ra mình đã lạc sang làng ngò phía trước hoa chiều tím vẫn miên man nở mộc mạc thanh bình day dứt áp tim những đứa con xa quê hôm kia bí thư đảng bộ diễm mấy lần nheo nhéo gọi điện cho xoan bạn hãy về quê, mùa hoa đương độ đẹp mê mẩn. Cô nàng còn bảo, hoa chiều tím được lựa chọn trồng đại trà trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, vì loài hoa này sức sống mạnh mẽ, nở quanh năm. Bà con say trồng hoa thay thế cỏ dại ở khắp đường làng ngõ xóm. Nhưng, ngập ngừng một lát, nàng bảo, "Tớ đừng lo lắm, cái chuyện mồ mả ấy." đêm nào cũng thấp thỏm không yên giấc. Trên nhắc nhở nhiều, mà tớ thì chẳng biết xoay sở làm sao. Vì nghĩa trang cánh diễm, bây giờ là hệ lụy của bao nhiêu đời lãnh đạo xã. Giờ, động đến mồ mà là động đến tâm linh, càng gỡ càng thấy rối. Giờ thì xoan đã về đây, hân hoan trước diễm mơn mờn xuân sát, diễm đàm thắm duyên quê, diễm trẻ trung vươn bay. Xoan đi ngược trở lại một quãng khá xa mới đến Diễm Hạ, nơi có nhà thờ tổ họ Hoàng nhìn ra sông. Sóng nước trong veo, không còn cảnh nhà máy bia bên kia, xả cạn bã hôi tanh vào thẳng lòng sông như trước. Họ đã xử lý nước thải theo đúng yêu cầu của xã. Tôm cá lại sinh sôi, xóm trài lại tấp nập, những vàng lưới lại xôn xao bình minh. Cây bàng, cây si, cây bồ đề cổ thụ như cao xanh hơn, cả cái bến bàng chín bậc ngày xưa, bốn mùa vi vút gió. Đi bộ nhiều xoan thấm mệt, điện hẹn bí thư tối ngày kia sẽ đến thăm bạn. Xoan xe sẽ chở mình, em làn đã ngủ say. Đêm vào sâu, ngôi nhà tổ càng mênh mang vắng lặng. Mùi hoa thiên lý đang rộ, chuối lá mật chín cây, hoa móng rồng vào cữ tràn qua khe cửa khiến chăn nệm bồng bềnh sao động tiếng khóc âm y từ đâu vàng đến tiếng khóc vang lên trước căn nhà ngói thấp tè lọt thòm giữa hai ngôi nhà tầng cao lừng lững xoan tựa người vào tường nhìn những chấm nhang nhói vào đêm buôn buốt người con gái gục đầu lên cha tóc xõa đổ như suối hai tay giang xa ôm lấy một ngôi mộ vừa mới đáp từ thân mộ ứa ra những giọt máu thẫm như quét trầu ơi cha ơi là cha ơi cực thân con lắm cha ơi phận làm con không kiếm nổi tấc đất cho cha yên nghỉ khiến cha phải ở nơi chuồng gà chuồng lợn gà lợn con đã bán hết lấy chỗ cha nằm xin cha tha cho con cái tội bất hiếu xót xa con lắm cha ơi lặng một lát tiếng thút thít lại gúa vào đêm Ơi cha ơi là cha ơi Cha con ta kể cận bên nhau Con sẽ không lấy chồng Đêm ngày ấp ủ hương khói cho cha Cha sống khôn thác thiêng Phù hộ cho con Cha ơi cha ơi Một dòng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khiến xoan lẩy bẩy Khủy dần xuống cái sân rêu gồ ghề Tiếng khóc im bặt Gió hun hút lạnh Những đốm nhang bùng lên sáng chói Cô gái co rúm người lại, hai tay vái li lịa, bò giật đùi vào hiên. Đằng đông, chớp giật tím bầm một vùng trời. a à, Xoan hét lên, bừng tỉnh, người vã mồ hôi lạnh. Xoan bàng hoàng vòng tay ôm ngang người em làn. Ban ngày đi làm công ty mệt, con bé ngủ say xưa. Xoan nằm lặng lắng nghe. Không, tiếng khóc âm y là có thật, bàng làng theo gió đưa. Son vùng dậy Mở cửa đi ra sân Tiếng khóc đã rõ hơn Son thập thõm hút về phía ấy Tiếng khóc vang ra từ mái nhà sọc sạch Chỉ có một cái cửa ra vào Nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng Thì ra là nhà chú Bi Một bố một con Dưới ánh điện vàng quạch Con ngát nằm phụ phục lên quan tài Hai tay giang ra Người thỉnh thoảng giật lên ngồi hai bên nó là tím biêm với mợ na chuyện trò gì dầm thỉnh thoảng hai người đưa tay vỗ vỗ về con bé góc nhà lửa bếp âm ỉ đỏ khiến căn nhà bớt lạnh xoan cứ đứng lặng thinh bên cổng gió từ sông thổi vào rào rạt đem theo bầy đom đón đóm rực rỡ như những tàn lửa có tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ phía cổng tiếng chân trần gượng nhẹ như sợ làm đau cả mặt đất. Là cô soạn đấy a à? Chập tối, biết tin chú Bi mất đã ba ngày rồi mà chưa tìm được chỗ nằm. Tôi chạy bộ nhoáng nhoàng từ bệnh viện tỉnh về đây. Thấy bảo trước khi mất, chú ấy dặn lại con ngát, nhất nhất phải để cha nghỉ chỗ này, chỗ này. Con bé lắc đầu khóc, trong mắt chú ấy lồi lên, bật máu dòng dòng hai bên má. Con bé sợ quá gật gật, tức thì máu thôi chảy. Lúc sống, chú bi nghèo nhưng không phiền ai bao giờ. Lúc chết càng không muốn con ngát phải khổ lụy. Ta vào nhà đi cô. Thắp hương xong, lão binh son kéo xoan ra đầu hồi. Bảo may mà hanh heo, chứ không thì đã bốc mùi. Nghe nói chính quyền cũng bàn nát nước rồi. Xã tính tích lũy quỹ người nghèo đưa chú Bi đi hỏa thiêu. Bình cho thì đơn giản, đem về thờ ở nhà hoặc gửi chùa làng đều được. Nhưng con ngát khóc ầm lên, bảo thiêu bố cháu nóng lắm, không chịu được. Rồi lan ra ngất lịp y tá tiêm mấy mũi mới hồi. Mọi người nói, thôi không bàn nữa, ta nên tôn trọng di nguyện của chú Bi. Nhưng mà đám đảo huyệt sợ, chả đứa nào dám dơ cuốc lên. Chiều nhập nhoạn, mọi người tản về nhà hết. Làm sao bây giờ bác? Chắc cô lên đền không cũng biết. Giờ này bói đâu ra một tấc đất vô chủ. Nghĩa địa rộng thanh rộng thang. Còn nhà của người sống thì ken dày như nêm cối. Cha con chú Bi tứ cố vô thân. Chú ấy ẵm con ngát đi ăn mày từ đầu từ đâu đến đây. Ta túc dạ giật ở chùa làng. Làm thuê làm mướn nuôi con ngát. Rồi được sư thầy cho không khoanh đất này mà làm nhà Trước đây cũng lập danh thôi Sau được xã làm cho căn nhà tình nghĩa Thở than một chốc Lão binh son thẫn thờ đi ra cổng Xoan nhào theo Xem lão đi đâu Lão ngoảnh nhìn xoan Giật giở một quãng Rồi xẹp xuống bến bàn Trong mắt ra nơi nước xoáy Xoan rụt rè kê dép ngồi bên Trong mở mịt xương thấy đúc nhang quấn quanh lên giữa dòng. Linh hồn vợ con lão không được siêu thoát, mãi quằn quại chỗ ấy. Giọng lão nghẹt nghẹt. Cô xoa nạ, đêm nào tôi cũng ra đây, từ nửa khuya đến sáng. Người chết mà không tìm thấy xác thì cứ bơ vơ siêu giảm thế thôi. Trời bắt đầu mưa, lạ thật, mưa vừa đổ mà đã rát ràn rạt như những vạt đá răm từ cao xanh lia xuống mặt sông